kính chào quý vị đã quay trở lại với bản tin thời sự, cập nhật những tin tức mới nhất, nóng hổi nhất mỗi ngày. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng chúng tôi. Sau đây sẽ là những thông tin chính sách nhất chúng tôi tổng hợp trong ngày. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Giữ lửa là chống tham nhũng, cắt cành sông Hoạt để cứu cây. Hàng tỷ đồng tiền giả được sản xuất thế nào? Giữ lửa là chống tham nhũng, cắt cành sông Hoạt để cứu cây. Thưa quý vị, chưa bao giờ công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng lại được thực hiện một cách quyết liệt hiệu quả như thời gian gần đây, để lại dấu ấn nổi bật, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Đó là nội dung được khẳng định mạnh mẽ tại Hội nghị Toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực giai đoạn 2012-2022. Theo báo cáo tại Hội nghị, trong 10 năm qua, Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 2.700 tổ chức đảng, gần 168.000 đảng viên, trong đó có hơn 7.390 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng. Trong danh sách hơn 170 cán bộ cấp cao diện Trung ương quản lý, có 34 ủy viên, nguyên ủy viên Trung ương Đảng cùng hàng chục sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang đã bị xử lý do tham nhũng. Riêng từ đầu nhiệm kỳ khóa 13 đến nay, Ban chấp hành Trung ương Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã phải thi hành kỷ luật 6 ủy viên Trung ương Đảng, trong đó có 3 người liên quan đến đề án Việt Á. Cơ quan chức năng cũng đã tiến hành công tác tố tụng đối với nhiều cán bộ, đảng viên có chức có quyền liên quan đến một số vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp thời gian vừa qua, nhất là gần đây như vụ án tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố, đặc biệt sau khi Ban Bí thư ban hành quy định số 67 QĐ-TW quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Nhiều tỉnh thành đã thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh. Đây là cơ sở, là cánh tay nối dài để Đảng tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng vốn đã được triển khai từ nhiều năm nay. Những dẫn chứng trên cho thấy công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực ngày càng khẳng định tinh thần của Đảng là không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Hành động kiên quyết của Đảng đối với các cán bộ, đảng viên đã giả ngã, thoái hóa biến chất, có hành vi lợi dụng chức quyền để tham nhũng tiêu cực đã được dư luận nhân dân đồng tình ủng hộ, góp phần củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân. Ngay trong thời điểm bùng phát đại dịch COVID-19, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng vẫn không ngừng không nghỉ. Đã có ý kiến băn khoăn cho rằng nếu quá tập trung vào chống tham nhũng sẽ làm nhụt chí chuẩn bước của những người dám nghĩ, dám làm, dám chậm sự phát triển của đất nước. Thực tế không như vậy, mà hoàn toàn ngược lại, chính là nhờ làm tốt công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực đã góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng an ninh và đối ngoại, đặc biệt là góp phần lấy lại và củng cố niềm tin của nhân dân, bác bỏ luận điệu sai trái của các thế lực xấu thù địch chống đối cho rằng đấu tranh phòng chống tham nhũng, xử lý cán bộ, đảng viên sai phạm là đấu đá nội bộ phe cánh. Nhân dân đã và đang tin tưởng, đồng thuận cùng Đảng, Nhà nước quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi giặc nội xâm, tham nhũng tiêu cực. Tuyệt đại đa số ý kiến của người dân, tức là 93%, đã bày tỏ tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Người dân tin vào sự quyết liệt, nói đi đôi với làm, và làm đi đôi với nói của Tổng Bí thư, Trưởng ban chỉ đạo và sự vào cuộc quyết liệt, bài bản quyết tâm cao của các cơ quan chuyên trách phòng chống tham nhũng tiêu cực. Bài học ở Việt Nam, càng chống tham nhũng, bài bản hiệu quả dưới sự lãnh đạo của Đảng thì càng tạo được niềm tin trong các tầng lớp nhân dân, đảm bảo môi trường xã hội ổn định và là điều kiện tiên quyết để kinh tế ngày càng phát triển. Ngay trong thời điểm bùng phát đại dịch COVID-19, Đảng ta vẫn chỉ đạo chống tham nhũng không ngừng không nghỉ và kết quả cho thấy Việt Nam có nền kinh tế tăng trưởng dương, trong khi các nhiều nước phát triển tăng trưởng âm. Báo cáo giữa năm 2022 của Ngân hàng Thế giới dự đoán rằng Việt Nam sẽ trở thành quốc gia có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất về thu nhập và thương mại trong số các thành viên của Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực. Và thực tế đến thời điểm vào tháng 10 năm 2022, tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15, Chính phủ dự báo năm 2022, Việt Nam tăng trưởng GDP đạt khoảng 8% so với mục tiêu từ 6 đến 6,5%, cho dù trong bối cảnh tình hình có rất nhiều khó khăn và thách thức. Đất nước bước vào giai đoạn mới không ngừng phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, thế và lực ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế, lại có không ít cán bộ đảng viên vi phạm pháp luật, thực hiện các hành vi tham nhũng tiêu cực. Những hành vi đó đã đe dọa tính kỷ luật của Đảng, tinh thần thượng tôn pháp luật của nhà nước, sự trong sạch, vững mạnh và uy tín của Đảng, Nhà nước, gây xói mòn niềm tin của nhân dân. Trong bối cảnh đó, Việt Nam xác định
phòng chống tham nhũng là cuộc chiến quyết liệt chống giặc nội xâm. Chính vì vậy mà lo chống tham nhũng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhóm vẫn đang rực nóng với niềm tin và quyết tâm làm đến cùng, không bỏ giữa chừng, thể hiện bằng những hành động, việc làm, kết quả cụ thể. Xin dẫn lại lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, việc xử lý nghiêm nhiều cán bộ, kể cả cán bộ cấp cao sai phạm là điều không ai mong muốn, thậm chí rất đau lòng, đau xót, nhưng vì sự nghiệp chung, vì sự nghiêm minh về kỷ luật của Đảng, thượng tôn pháp luật của nhà nước, sự trong sạch vững mạnh và uy tín của Đảng, nhà nước, ý nguyện của nhân dân, chúng ta phải làm và quyên quyết làm. Kỷ luật một vài người để cứu một người và sẽ còn phải tiếp tục làm quyết liệt mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới, như Bác Hồ đã dạy, cắt bỏ một vài cành cây sâu mọt để cứu cả cái cây. Hàng tỷ đồng tiền giả được sản xuất thế nào? Thưa quý vị, Huỳnh Quốc Thái và đồng phạm mỗi ngày in khoảng 1.200 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng rồi chuyển cho người khác cầm bàn đánh bóng trước khi mang đi tiêu thụ. Vào tối 26 tháng 11 năm 2022, một người phụ nữ tại quận Sơn Trà, Đà Nẵng đã bán chiếc iPhone 11 Pro Max với giá là 10,2 triệu đồng cho hai thanh niên và sau đó nhận ra 10 triệu đồng mệnh giá 500.000 đồng vừa giao dịch là tiền giả. Quá trình mua bán, hai nghi phạm này cố tình che giấu hình ảnh, biển số xe, số điện thoại. Công an Đà Nẵng vào cuộc điều tra, 11 ngày sau khi bắt hai nghi phạm là Đoàn Văn Dương 34 tuổi và Hồ Văn Thiện 35 tuổi, cùng chú tại Quảng Nam và thu 62 triệu đồng tiền giả, cùng loại 500.000 đồng. Cả hai thừa nhận đã lừa mua chiếc iPhone 11 Pro Max nói trên, nguồn tiền giả từ một người tờ tại thành phố Hồ Chí Minh. Lần theo các manh mối, trinh sát xác định chủ mưu đường dây tiền giả là Huỳnh Quốc Thái 34 tuổi, quê tại Cai Lệ, Tiền Giang, song đã bỏ trốn. Đột kích đại bản doanh do Thái dựng tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, công an Đà Nẵng bắt quả tang Nguyễn Thị Cẩm Duyên 35 tuổi, Nguyễn Như Phú 52 tuổi đang vận hành các thiết bị in. Tang vật thu được 1,3 tỷ đồng tiền giả, cùng nhiều loại máy in màu, máy cắt, máy dập, máy in tiền, giấy ni lông. Ngày 30 tháng 12 năm 2022, công an bắt thêm một mắt xích của đường dây này là Huỳnh Hoàng Thương, 17 tuổi, trú tại huyện Bình Chánh, với cáo buộc làm khoảng 1.200 tờ tiền giả, mệnh giá 500.000 đồng, tương đương với 600 triệu đồng. Công an xác định Thái scan các tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng, rồi cùng Duyên in tiền lên hai mặt giấy A4, một mặt in được 4 tờ tiền. Từ tháng 11 năm 2022, trung bình mỗi ngày, nhóm này lại in khoảng 300 tờ A4, tương đương với 1.200 tờ, mệnh giá 500.000 đồng. Tiền giả được Thái chuyển cho Phú và một người khác cán màng, đánh bóng, tạo thành phẩm hoàn chỉnh. Cảnh sát cho biết Thái cho lắp đặt, dày đặc các camera xung quanh giường để quan sát tất cả động tĩnh 24/24 giờ. Những người in tiền giả còn được trang bị bộ đàm riêng để tránh nghi ngờ, quang giám. Nhóm này chủ yếu hoạt động vào ban đêm. Thái thường xuyên thay đổi chỗ, mỗi nơi thuê trọ chỉ từ 2 đến 3 tháng. Công cụ in tiền được vận chuyển bí mật. Thái sử dụng chứng minh nhân dân, căn cước công dân với một tên khác để đăng ký tài khoản ngân hàng online và ví điện tử, sử dụng SIM rác khi liên lạc. Hiện Duyên, Phú, Dương Thiện và Thương đã bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi làm tàng trữ lưu hành tiền giả với số lượng tiền lớn và các hành vi liên quan, bao gồm tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức, tàng trữ trái phép chất ma túy. Hiện Cơ quan an ninh điều tra công an Đà Nẵng đang truy tìm Thái và tiếp tục làm rõ cách thức vận hành của đường dây này.